Nếu chỉ có một ngày ở Côn Đảo thì sẽ đi những đâu? Hello mọi người, lại là chúng mình Bình Anh Vlog đây. Cùng xem mình đã đi những địa điểm nào ở Côn Đảo nhá. Địa điểm thứ nhất không thể thiếu là đi viếng mộ cô Sáu. Sau đó thì đi mua vé để tham quan các nhà tù Côn Đảo. Vé vào cửa chỉ có 50.000 một người thôi. Ngày xưa ông cha ta đã bị đi tù ở nơi đây đấy. Đây là những khung cảnh hiện thực lại năm xưa này. Bao nhiêu con người bị nhốt trong một phòng giam và có người đã phải hy sinh vì ngạt thở. Hôm mình đi gặp đúng đoàn có hướng dẫn viên nên là đi cùng để nghe người ta kể lại luôn. Sau đó thì chúng mình di chuyển sang chùa Có Pháp. Ở bên này cũng có một hướng dẫn viên khác. Nói chung đi vào đây là in hà lên rất nhiều những câu chuyện lịch sử. Tiếp tục sang khu CD xem sẽ như thế nào. Ở đây nhà tù thì càng ngột ngạt hơn, bảo sao có rất nhiều người hy sinh và vùng đất Côn Đảo lại linh thiêng đến thế. Quan xong nhà tù Côn Đảo thì chúng mình đi ăn kem dừa. Đến Côn Đảo rồi thì nhất định phải ăn kem dừa Côn Đảo nhá. Vì thứ nhất cái nước dừa mà ăn cùng kem ý, ở ngoài đảo thì nóng, khi uống nước dừa thì nó mát thực sự. Mà sao dừa ở đây nó lạ lắm nhá. Cây thấp mà quả cũng bé nữa. Tiếp tục chúng mình đến miếu thần tài Côn Đảo. Xin lộc xong thì thuê taxi để đi ra biển đây. Côn Đảo thì có rất nhiều bãi biển đẹp nhưng mình chọn bãi đầm chầu Côn Đảo. Ở đây may mắn còn bắt gặp máy bay bay trên đầu nữa. Lúc đi về thì thấy một đàn khỉ ở trong rừng ra. Hóa ra là nó đòi xin ăn mọi người ạ. Nó ăn xong nó mới cho chụp ảnh cùng đấy. Thế là hết một ngày chúng mình bắt taxi về trung tâm để ăn tối. Đến đây thì chẳng biết quán nào ngon, quán nào không cả. Cứ thấy quán nào đông là vào thôi. Mình vào quán này thì đồ ăn cũng tươi. Nói chung là đồ ăn cũng tạm được. Ăn uống no nê xong về phòng nghỉ ngơi qua đêm và tạm biệt Côn Đảo nhá. Hẹn một ngày gần nhất chúng mình sẽ quay trở lại.